đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một tướng lĩnh cấp cao của hạm đội Hải quân Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay hạt nhân khổng lồ của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Biển Đỏ và các khu vực lân cận, không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa vận tải quốc tế mà lực lượng Houthi ở Yemen gây ra. Theo đài phát thanh Sputnik của Nga, phát biểu tại một cuộc họp tổ chức ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ngày 7 tháng 8, Phó Đô đốc George Wyckoff của Hạm đội 5 Mỹ, người cũng đứng đầu lực lượng hải quân và lực lượng hàng hải kết hợp thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm trong khu vực, nhấn mạnh, hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện tại Biển Đỏ đóng vai trò là một công cụ giảm sốc, chúng tôi đang cố gắng duy trì vị thế hiện tại. Theo Phó Đô đốc Wyckoff, Mỹ cần có các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế gây áp lực lên lực lượng Houthi nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Biển Đỏ. Cố gắng áp dụng chính sách răn đe cổ điển trong tình huống cụ thể này sẽ mang một chút thách thức. Chúng ta phải cẩn thận khi dẫn đầu, chúng ta phải cẩn thận khi triển khai một chính sách cụ thể cho phép chúng ta đạt được những hiệu quả vượt ra ngoài phạm vi quân sự. Giải pháp cuối cùng không nằm ở hệ thống vũ khí. Ông Wyckoff nhấn mạnh, chỉ có giải pháp ngoại giao có sự tham gia của cộng đồng quốc tế mới có thể giải quyết được vấn đề. Kể từ cuộc tập kích xuyên biên giới vào miền nam Israel của lực lượng Hamas ở giải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến Tel Aviv triển khai một chiến dịch trên bộ quy mô lớn vào vùng đất bị phong tỏa, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đây. Lực lượng Houthi đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các tàu thương mại từ các căn cứ ở Yemen để phản đối việc Israel bắn phá giải Gaza. Trong tổng số 20 quốc gia đã ký tham gia chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng vào tháng 12 năm 2023, một chiến dịch được thành lập để đảm bảo an toàn tuyến đường hàng hải đi qua Biển Đỏ. Mới chỉ có Vương quốc Anh cử một tàu quân sự đến hợp tác cùng Mỹ trong việc bắn hạ vũ khí của Houthi. Đánh giá về năng lực hiện tại của Houthi, Phó Đô đốc Wyckoff cho biết, lực lượng này được trang bị tốt và có nguồn cung vũ khí mạnh cũng như ổn định từ Iran. Ngày 7 tháng 8, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố lực lượng này đã tấn công hai tàu quân sự Mỹ và một tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái mang bom để thực hiện các vụ tấn công này. Trong một tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình Al-Mersiza do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết, chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào tàu con ship Ono ở Biển Đỏ bằng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái và đòn tấn công là chính xác. Theo người phát ngôn của Houthi, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu tấn công tàu khu trục Mỹ mà Houthi xác định là tàu khâu ở Vịnh Aden bằng một số máy bay không người lái và đánh trúng mục tiêu này. Ngoài ra, Houthi cũng tấn công một tàu khu trục khác của Mỹ được xác định là tàu Labun bằng một số tên lửa đạn đạo. Theo người phát ngôn của Houthi, các vụ tấn công của Houthi diễn ra sau khi hai tàu khu trục Mỹ di chuyển qua khu vực kiểm soát của nhóm này hướng về phía Bắc Biển Đỏ. Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công của nhóm này sẽ tiếp tục cho đến khi xung đột ở giải Gaza chấm dứt. Các nguồn tin nói với tờ Washington Post của Mỹ rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng chính họ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo nguồn tin, ông Haniyeh, nhà đàm phán chính của nhóm vũ trang Palestine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp với phái đoàn Israel, đã bị ám sát tại Tehran vào tuần trước, vài giờ sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Vụ việc này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực vì Iran đã thề sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc. Những người thân cận của chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với tờ Washington Post ngày 6 tháng 8 rằng giới chức Nhà Trắng đã ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhận được thông tin về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo các nguồn tin, Washington tin rằng động thái của chính quyền Israel là một thất bại trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không biết và không liên quan đến vụ ám sát, mặc dù Israel là đồng minh thân cận nhất của nước này ở Trung Đông. Các nguồn tin của tờ Washington Post cũng tiết lộ mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel ngày càng gia tăng sau vụ ông Haniyeh bị sát hại. Một quan chức Israel mô tả cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau vụ ám sát Haniyeh là căng thẳng.
Một số quan chức chính quyền Mỹ cũng đã nói rằng nhiều người trong Nhà Trắng hiện coi Thủ tướng Netanyahu, chứ không phải Iran, là quân bài chủ chốt trong việc ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh diễn ra một ngày sau khi Israel xác nhận rằng nước này đã loại bỏ chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah, ông Fuad Shaker, trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó, Tel Aviv đã tấn công cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát của Yemen, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Tờ Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho hay, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gây áp lực đáng kể lên Israel để kiềm chế các hành động của nước này. Thay vào đó, Mỹ đã triển khai thêm các khí tải quân sự, bao gồm một phi đội máy bay phản lực F-22 và tàu khu trục hạm, đến khu vực này để hỗ trợ Israel đáp trả sự trả đũa có thể xảy ra của Iran. Ngoại trưởng Iran Bagheri Kani đã đến Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 7 tháng 8 để tham gia cuộc họp đặc biệt của Tổ chức Hồi giáo OIC được triệu tập theo yêu cầu của Iran sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Bên lề cuộc họp, ông Bagheri Kani đã gặp và thảo luận với Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Hussein Ibrahim Taha. Trong cuộc gặp, ông Kani lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh, mô tả đó là sự vi phạm không chỉ đối với an ninh và chủ quyền quốc gia của Iran, mà còn đối với các luật và quy định quốc tế. Ông Bagheri Kani nhấn mạnh rằng các hành động của Israel cho thấy họ muốn thổi lửa xung đột từ giải Gaza ra toàn khu vực để đạt được những mục tiêu đen tối của mình. Ngoại trưởng Iran đánh giá cao việc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nhanh chóng lên án vụ ám sát ông Haniyeh tại Tehran. Ông Kani lưu ý rằng, trong khi các quốc gia Hồi giáo đã thống nhất lên án các hành động cực đoan, Mỹ và một số quốc gia châu Âu không chỉ lên án mà còn tiếp tục hỗ trợ Israel. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm của họ đối với sự ổn định khu vực và ý định duy trì tình trạng bất ổn. Ông Kani cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo để đối phó với Israel. Trước đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã phát đi tuyên bố sau cuộc họp đặc biệt của 57 thành viên về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas. Trong đó viết, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo coi Israel, cường quốc chiếm đóng bất hợp pháp, hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gọi vụ tấn công là sự vi phạm nghiêm trọng đối với chủ quyền của Iran. Ngoại trưởng Gabia Mamadou Tagara, người đứng đầu Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cho biết vụ ám sát ông Haniyeh và cuộc giao tranh đang diễn ra ở giải Gaza có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực. Ông Tagara nói, cuộc xâm lược và vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran do vụ ám sát một nhà lãnh đạo chính trị trên lãnh thổ của mình là một hành động không thể bị xem xét một cách tách biệt. Hành động tàn ác này chỉ làm gia tăng căng thẳng hiếm có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn và có thể liên quan đến toàn bộ khu vực. Iran và Palestine đã kêu gọi cuộc họp Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại thành phố ven biển Jeddah của Saudi Arabia. Nước chủ nhà cũng cho rằng vụ ám sát ông Haniyeh là một sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền Iran. Iran đã hứa sẽ trả đũa, đe dọa, hình phạt nghiêm khắc đối với Israel. Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã kêu gọi giảm căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 7 tháng 8 cho biết rằng một số thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã đồng ý với Washington. Việc gia tăng căng thẳng chỉ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng đang tiếp tục trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi hy vọng rằng cuộc họp Tổ chức Hợp tác Hồi giáo này sẽ xảy ra điều mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong suốt tuần qua, đó là tất cả các bên có quan hệ với Iran sẽ nhấn mạnh với Iran theo cách mà chúng tôi đã nhấn mạnh với chính phủ Israel, rằng họ không nên thực hiện bất kỳ bước nào để gia tăng xung đột. Ông Miller cũng cho biết rằng gia tăng căng thẳng trong khu vực có thể làm nguy hiểm đến triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Mục tiêu chính của chính quyền Mỹ vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn và thả các con tin do Hamas giam giữ, trong đó có một số là người Mỹ. Những nỗ lực này đã thúc đẩy trong những cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, vụ ám sát ông Haniyeh đã làm gián đoạn quá trình đàm phán, khiến cho các quan chức Mỹ phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược và tìm cách ngăn chặn gia tăng xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng để đánh giá tình hình và chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Iran, trong khi thận trọng với việc không chỉ trích công khai các hoạt động của Israel, nhưng đồng thời đang gây sức ép buộc tất cả các bên phải hạ nhiệt. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp khi một số binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa do các tay súng thân Iran thực hiện nhắm vào lực lượng Mỹ tại Iraq. Điều này đang làm gia tăng thêm áp lực đối với chính quyền ông Biden trong việc cân bằng giữa bảo vệ Israel và duy trì ổn định khu vực.
Hàng không Dân dụng Ai Cập đã yêu cầu các hãng hàng không nước này tránh không phận Iran trong 3 tiếng đồng hồ ngày 8 tháng 8 sau khi nhận được thông báo từ Tehran về hoạt động tập trận quân sự. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết cảnh báo được đưa ra sau khi Iran gửi thông báo đến tất cả các hãng hàng không thương mại. Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết lệnh cấm bay vào không phận Iran sẽ kéo dài trong 3 giờ đồng hồ, từ 4 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương. Phát biểu với hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Saeed Chalandari, giám đốc sân bay quốc tế Tehran phủ nhận thông tin về cảnh báo không đi vào không phận phía tây nam Iran, nhưng không rõ điều này có áp dụng với các vùng còn lại của đất nước hay không. Israel đang chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Iran và các lực lượng đồng minh để đáp trả vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Tehran và một chỉ huy cấp cao của Hezbollah tại Beirut. Iran và Hamas cáo buộc Israel gây ra vụ nổ ngày 31 tháng 7 tại Tehran, khiến ông Haniyeh thiệt mạng. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm. Tình hình leo thang nghiêm trọng khiến nhiều hãng hàng không quốc tế cũng phải đình chỉ các chuyến bay đến Liban và Israel, Iran. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.